Các bác hỏi rất là lâu rồi, rất lâu mới về được như này bác. Cũng có duy nhất hôm nay về được duy nhất hai chiếc thì bác, không có nhiều. Vì đợt này cái hàng này nó về nó rất là hiếm, nó không có như trước nữa. À, một chiếc đèn là chóa đèn Tiffany thân cô gái đèn chuẩn, chóa chuẩn. À, chiều cao nó tầm khoảng độ hơn 60 gần 70, chóa ngang này gần 50. Đấy. Đèn chuẩn nhá, chóa chuẩn Tiffany. Và bên này là chóa hoa hồng. Chóa hoa hồng này thì lại có đèn có bầu, trong cái bầu này lại có gạt bóng nữa này. Đây là chóa hoa hồng. Đấy. Thì hai con này nó cao, nó gần ngang nhau. Con này thì nó cao hơn con này tầm khoảng độ 3 phân. Đấy. Hai chiếc đèn này đều có mức giá 3 triệu 9, 3 triệu 900 nghìn. Không có hàng bác nhé, bác nào lấy thì đặt cho em thôi. Chỉ còn rồi. Đấy, lô này về thì được một 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 đôi này thôi. Còn không biết mai kia nó về cùng với lô kia thì nó có hàng hay không. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Giá thì đều là 3 triệu 9 một chiếc. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Nên này có cả loa tulip kia về nhưng mà về không thấy bóng về cùng. Đấy bác nhé. Giá em báo luôn rồi đấy, 3 triệu 9 một chiếc. Đấy là giá em báo bán chứ không phải là giá em báo để cho bác mặc cả đâu. Bán luôn cho nhanh. Dạ bác. Giá này thì quá mềm rồi ạ. Ngày xưa nó toàn 5, 8, 6 mấy, 9 ấy.